Đây, Liền với cái chú luôn. bất động sản Thiên Nhân xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang đứng ở chỗ này là xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì ở đây chúng tôi có cái lô đất này bán, nhưng mà đang đứng ở phía đằng sau lô đất. Đấy là ô tô đi thì đi phía đằng trước kia, phía cái chỗ cái cột điện ba pha này. Đó, phía đằng trước này. Ở đấy cũng có nhà dân ở đấy. Thì cái mặt tiền phía đường ấy là đường đá ô tô tránh nhau. Chiều dài mặt đường khoảng 130-140 mét mặt đường. Lô này là 2 hectare 3. 2 hectare 3 bán. 2 hectare 3 mà giá chủ đưa ra là 360 triệu một sào. Đó, thì lô đất thì cũng cao như cái đồi ở phía đằng sau này, như là có cái suối. Nên đằng sau này chỗ cây chuối này là có giáp suối này. Ở đấy bên đấy có ao. Ao được mấy sào bác nhỉ? Dạ, đi tắt qua coi. Thì cái lô này bên cạnh mấy cái lô mà có cái ao, có cái nhà vừa nãy chúng tôi đang quay phim ở đây. Đó, thì bên phía này có cái mương nước này. Đi tắt nối này qua đây. Ở đây nuôi gà đây. Nuôi gà. Đó, thì đằng sau nâng lô đất dưới thấp này có suối này. Đó, nuôi rất là nhiều gà. Đằng sau này có chuối này, có suối nước này, gọi là mương nước này. Đây đang bắt đầu đi bộ sang lô đất, đi từ sau phía sau lô đất này để đằng trước cho quý vị xem cái đường phía trước mặt. Thì trên này có một cái nhà tôn cũ ngày trước các để trông vườn. Vườn này thì dọn dẹp rồi nha quý vị, đang trồng một số cây mít nhỏ. Mới xuống mít đây. Đang trồng ấy, mới xuống mít ở đây. Đó, mít đã trồng hết ngược trên lô đất rồi. Mặt tiền thì ở phía đằng trước kia, khá là xa nha. Chiều sâu lô đất này phải lên đến 200 mét. Cái ranh lô đất là bắt đầu từ cái chỗ hàng cây này nha quý vị, đến cái bờ cây bên này. À, nếu mà nhìn theo cái hai mẫu tám năm sào đấy, người ta bán như thế nào bác? Giá như vậy, nhưng mà năm sào đấy là mặt tiền kia à? Năm sào ấy, sào cỏ đấy hả? À, thì cái lô đất đấy là quên cái đoạn này bị ấy một tí. Cái lô đất đây là năm sào ở trên này này. Chúng tôi đang đứng ở bên này thì là 2 hectare 3. Bên hông này có một lô năm sào. Mặt tiền đường đá đó luôn. Đây. Còn phía đây là đối diện là có nhà dân đây này. Nhà dân đang xây mới, phía đằng trong kia có nhà dân nữa, dây điện đi đầy đủ, đây có rất nhiều công tơ điện đây, chứng tỏ nhà dân rất là đông. Điện hạ trạm cho ba pha ở phía dưới kia. Đấy, mặt tiền đường đây. Cái lô này năm sào này bắt đầu từ cái chỗ cái vườn nhãn kia, đi sâu vào trong cái bụi tre kia. Đó, đi ra đây thì đây, danh của cái lô năm sào với lô 263 ở đây. Thì lô năm sào cũng bán nha quý vị. Năm sào cũng bán giá 360. 35 15 36 65 40. À quên. Năm sào mà 36. 56 30 thì là 1 tỷ 8, cái lô bên này là 1 tỷ 8 này. Đó, lô này thì 2 hectare 3 nhân với lại 366. 2 hectare thì thành 7 tỷ 2. Còn lại 3 sào nữa thì 750, 780 đấy là thành ship 8 tỷ luôn, 7 tỷ 98 thì phải nếu nhân không nhầm. Thì cái lô này đằng sau là có suối nhé, bên hông là có đường nha, một mặt đường phía trước đó, bên hông có đường. Ở lô này thì ngày xưa người ta đang trồng như là trồng bí xong rồi bây giờ là lên cây mít rồi, đang trồng cây mít nhỏ đây rồi. Chung quy là vậy. Thì quý vị nào quan tâm một cái lô đất như thế này ở xã Sông Dây, à quên đây, ở đây đúng là xã Sông Dây, ấp 10 xã Sông Dây,
huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai thì liên hệ với chúng tôi nhé. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.